qua, tại một ngã ba thuộc phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp, Ninh Bình, xảy ra một sự việc nữ ninja ngoan cố cho rằng bản thân không sai và đứng trước mũi xe container với vẻ thách thức khiến cộng đồng mạng bức xúc. Trong clip, một nữ ninja chở bạn bằng xe đạp điện đang dừng chờ đèn đỏ, dù đứng sai vị trí, nhưng khi thấy chiếc xe container rẽ trái, tiến gần về phía mình, nữ ninja không chịu nhường đường, chiếc xe đạp điện ở thế đối đầu với chiếc xe container. Thậm chí, nữ ninja còn kéo khẩu trang xuống để đôi co với tài xế container. Khi chiếc xe lớn tiến sát hơn, cô này vẫn không thay đổi ý định. Một lúc sau, khi bị người dân và cảnh sát nhắc nhở, cô gái mới miễn cưỡng lái xe rời đi. Cô gái ngang ngược vô cùng, chưa bàn chuyện đúng sai, chỉ cần biết là cái xe container đứng chắn giữa ngã ba là bao nhiêu xe khác bị ảnh hưởng rồi. Chỉ vì hành động của cô ta đấy, đã sai còn bướng bỉnh chống đối, không hiểu cô ấy nghĩ gì. Cái thái độ khó có thể chấp nhận, một số cư dân mạng bình luận. Sau khi đoạn clip được đăng tải đã thu hút được rất nhiều cư dân mạng, với cách hành xử của nữ ninja khiến nhiều người khó chịu, bất bình. Còn bạn nghĩ sao về trường hợp này? Hãy cùng để lại bình luận nhé!